Xin chào, mình là anh Tú Wilson. Còn mình là Khánh Dương và đây là Parkour. Yes, I do. So you don't care about the money? Well, yes, it's true. And I'm so blessed to be fulfilling my destiny. All material things could mean less to me. Only thing I ever could need is a CeraVe sample with a dope ass beat. And get the mic check. All the levels right. And if it's good, then I'll be here for several nights. Cause the only thing I need is a strong supporting team. The most important thing that helps supporting my dream. And I can't forget my family, helping keep my sanity. No matter what I do, I know they'll always stand with me. Thì hiện tại bản thân mình thì đã tập parkour được tới giờ khoảng từ 5 đến 6 năm, là từ cuối năm lớp 9. Thì nó là một cái thứ gọi là tình cờ, là vô tình coi được một cái chương trình trên TV, trên tên VTV là phóng sự của parkour. Sau đó mình mới kiểu như cảm giác được là nó có một cái gì đó nó tạo cho một cái cảm hứng ở trong người, và mình cảm thấy ok, cái này mình có thể thử sức, mình có thể trải nghiệm nó. Ok, hay quá. Và sau khi mà lần đầu tiên mình trải nghiệm thì mình cảm thấy là con này có vẻ nó có vẻ là khá hợp với mình, nó khá hợp với lại cái tính tình của mình, hợp với lại cái hình dáng của mình. Mình ốm mình có thể chơi được con này thoải mái mà không sợ gì hết. Bắt đầu kiểu là biết đến parkour á là do một anh đang sớm, đúng không? Anh đang sớm là một hôm đó mình đang ở nhà chơi và thấy anh đang sớm ra lộn lộn, mình lại hỏi anh đang tập cái gì, thì anh mới nói là tập này nọ, là bắt đầu mình tìm hiểu sâu vào, thì bắt đầu mình tiến tới parkour. Suốt cái khoảng thời gian tập parkour thì nó đã đem lại cho mình rất là nhiều thứ. Cái thứ nhất mà mình thấy được là nó mang lại cho mình sức khỏe, sự dẻo dai và một cái khả năng gì đó đặc biệt, không phải ai cũng làm được. Phải vậy, chỗ gì đó mình có thể ok, tao có thể làm được thì chắc chắn mình sẽ làm được. Cái việc là parkour giúp cho mình rèn luyện sức khỏe, rèn luyện cái tinh thần, rèn luyện cái ý chí, thì ngoài ra nó còn giúp mình được rất là nhiều, giúp ích mình rất là nhiều trong cuộc sống. Chào Long mang lại cho mình rất là nhiều sức khỏe, bản thân cái ý chí đó. Cái thời gian đầu mình mới tập á thì mình hay phàn nàn về cái việc mình bị đau cơ với gia đình, thì gia đình cũng nói là mày tập cái này á, tao thấy mày than quá, thôi mày nghỉ đi. Thì mình cũng ngoan cố tập. Sau một cái thời gian gia đình theo dõi, cũng như kiểu như là anh em có những cái show diễn để nâng cái tầm, để nâng cách nhìn khác về parkour, thì mình cũng có tham gia. Và sau khi những cái chương trình được phát sóng á, thì gia đình thấy rất là ủng hộ về cái việc mình đã làm. Thấy lên TV thấy ủng hộ. Đúng rồi. Và những cái lúc mà mình buồn á, thì mình phải giải tỏa từ parkour. Mình có kiểu như là áp lực cuộc sống, công việc, kể cả chuyện tình cảm cá nhân thì riêng mình thì cũng khá may mắn là cũng được gia đình ủng hộ, nhưng mà có một thời gian đó là mình bị chấn thương, là mình bị gãy tay trái, đây là tay này của mình. Thì sau đó là bắt đầu gia đình cảm thấy khó chịu về cái việc mà mình theo đuổi bộ môn này, và chứ không phải là lo lắng, không phải là cấm đoán vấn đề gì, nhưng mà chỉ là sợ cho bản thân mình thôi, là không biết là mình sẽ còn bị những cái chấn thương gì khác hay không. Tại vì khi mà bị chấn thương thì nó bị ảnh hưởng rất là nhiều thứ, về thời gian, về tiền bạc, về cả bản thân của mình và cả gia đình của mình nữa. Cho nên là sau khoảng thời gian đó thì gia đình bắt đầu có vẻ khó chịu về việc mình ra ngoài đi tập. Nhưng mà cũng không hiểu tại sao, do cái lý trí và cái sự đam mê của mình nó cứ thúc đẩy, cứ lôi kéo mình đi. Thì sau khoảng thời gian 2 tháng mà mình dưỡng bệnh, dưỡng chấn thương, thì bắt đầu mình ra và tập lại những cái gọi là cái cơ bản, những cái gì đó hỗ trợ cho tay chân của mình, và chắc chắn là nó sẽ không bao giờ được đụng tới tay trái.
rồi thì từ từ dần dần cũng làm quen với việc đó, làm quen với việc là tay mình nó yếu hơn, nhưng mà bây giờ thì nó lại bình thường, vẫn thoải mái làm sao á. Mình cũng có một số lời khuyên dành cho các bạn, những bạn đang có ý định tập và những bạn đang trong thời gian bắt đầu tập và trong thời gian tìm hiểu bộ môn này, thì nếu mà các bạn có điều kiện thì các bạn nên tìm những người đi trước là những hội nhóm có sẵn ở nơi mình sống hoặc là những nơi lân cận ở đó, để mà mình có thể dễ dàng trao đổi với mọi người và mọi người có thể chỉ mình một cách hướng dẫn mình một cách, nói chung là cụ thể một cách dễ hiểu, an toàn nhất có thể, an toàn ở safety bản thân, đúng rồi. Còn những bạn nào mà ở những vùng nó cũng không hẳn là vùng sâu vùng xa mà nó là những vùng mà ít ai tập thì các bạn vẫn có thể tập một mình, nhưng mà các bạn nên đi từ cơ bản rồi tới nâng cao, là đi những cái động tác basic, những động tác hỗ trợ cho mình trước, tìm hiểu kỹ. Các bạn có bây giờ, hiện tại bây giờ thì các bạn có thể dễ dàng tìm những cái clip đó ở trên YouTube hoặc là những, nói chung là những cái clip đó nó đang rất là dễ phổ tìm, biến, phổ biến cho nên là các bạn cũng thoải mái. Rồi. Mỗi người thì ai cũng có một cái đam mê riêng, với bản thân mình thì đó chính là parkour. Ngoài việc nó có thể giúp mình thỏa mãn được cái đam mê của bản thân, thỏa mãn được cái sở thích của bản thân, có thể giúp mình giải tỏa những cái căng thẳng, những cái áp lực trong cuộc sống, thì ngoài ra nó còn có thể giúp mình kiếm được một khoản thu nhập không lớn nhưng mà cũng vừa đủ để mà mình có thể mua những gì mình thích, có thể trang trải được cái cuộc sống cá nhân hàng ngày của mình. Và mình có một cái lời khuyên nho nhỏ cho các bạn đã và đang theo đuổi cái đam mê của mình, là các bạn cứ theo đuổi, các bạn cứ đam mê hết sức của mình, tại vì cái tuổi trẻ của mình nó chỉ đến một lần thôi, nó sẽ không đến lần thứ hai đâu. Còn trẻ mà cứ sống mà đam mê đi. À mà nè, sống đừng có gì tiền quá nha. Vợ đó, sống đừng có gì tiền quá.